Sala xin gửi lời chào đến toàn thể quý khán giả của YouTube Sala TV. Và kính thưa quý vị, trong ngày hôm nay, trong một chuyến hành trình về lại miền Tây của miền Nam Việt Nam, thì đúng vào lúc tại Cần Thơ đang diễn ra một lễ hội dân gian rất là đặc sắc. Lễ hội này đã diễn ra cách đây 11 năm về trước, và đây là lần thứ 11 lễ hội này trở lại với lại Cần Thơ của Tây Nam Bộ Việt Nam, đó chính là lễ hội bánh dân gian lần thứ 11 năm 2024 sẽ diễn ra trong những ngày, đó là ngày 17, 18, 19, 20 và 21. Và cũng đúng lúc là Sala trở về miền Tây đúng vào ngày này, cho nên là ngày hôm nay đặc biệt Sala gửi đến cho khán giả của Sala TV một video Sala hành trình về đây để vào khu bánh dân gian này thâu hình cho quý vị, để quý vị có thể từ đây quý vị có thể là nhìn lại những cái bánh được làm từ rất là xa xưa của Tây Nam Bộ trước đây và tồn tại cho đến tận bây giờ. Xin mời quý vị khán giả. Tại đây Sala đưa quý vị vào trong lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 11 được tổ chức tại quảng trường Bình Thủy, quận Bình Thủy của trung tâm thành phố Cần Thơ quý vị nhé. Phía trước quý vị đang nhìn thấy rất là đông mọi người ngày hôm nay đến đây để mà đi lễ hội bánh, thưởng thức bánh, cũng như là tham quan, chụp ảnh, rồi quay video chẳng hạn. Mấy ngày hôm nay đối với quý vị ở trên mạng xã hội có rất là nhiều những video giới thiệu về lễ hội bánh dân gian. Sala cũng nhìn thấy ở trên mạng các anh YouTube, các anh Facebook và TikTok làm rất là nhiều những cái video rất là hay. Và ngày hôm nay thì mình được trở vào đây, thì ở bên ngoài cái không khí lúc này tại miền Tây của miền Nam Việt Nam thì trời cũng khá là nóng, nhưng mà mọi người cũng đã vào đây rất là đông để đi lễ hội bánh dân gian. Quảng trường của quận Bình Thủy trong ngày hôm nay đó quý vị. Anh này anh kéo chiếc xe, anh đi thẳng cho không có đi nghiêng, rồi đi qua đi lại được. Là những nhà tổ chức đã dựng những cái liều trong ngày hôm nay, thì theo thống kê là tổng cộng có 250 gian hàng bánh. Anh Châu nãy giờ thấy thích cái bánh nào chưa? Thích hết, nhiều quá. Em thấy là mấy cái bánh kìa, mấy cô đó đứng chụp hình bự quá. Rồi giờ là đi kiếm bé Ngọc để ăn 100 cái bánh hết. Ở đây cũng là bánh ha. Cái này là mini bao gì đó của Nguyễn Thượng Hiền ha. Ở tại đây đó quý vị, thì ở đây mình mua bánh xong mình có qua bên đây, có những cái bàn, cái ghế bằng gỗ như thế này nè, cái mình ngồi mình ăn nữa, vui lắm. Kìa, hình như kìa, qua đây, mình qua đây quay cho cô. Thời tiết lúc này rất là nóng, cho nên vào đây Sala nhìn bánh không thèm, mà nhìn cái ly nước thèm quá. Cô ăn cái gì vậy? Con còng. Con còng hả? Rồi cảm ơn Tiên nha. Anh Châu đâu rồi, ăn con còng. Ngon. Còng chiên. Còng chiên bột. Nãy giờ mình ăn cái bánh rồi chưa? Chưa ha. Cô lâu tới tầng bánh. Nãy giờ cô nhìn sơ sơ, cô thấy có cái bánh nào cô lần đầu tiên thấy không? Cái bánh quá nhiều. Thấy đủ không? Anh Bảo quay gần gần cho khán giả nhìn, anh Bảo.
mình phóng gần gần vào những cái bánh đó, rất là đẹp. Đủ màu sắc ha. Há cảo, đúng không? Này là há cảo nhưng mà người ta làm đủ màu quá chứ. Xanh đỏ tím vàng. Màu trắng, ngũ sắc. Chị áo bà ba mất tiêu rồi. À, cái này là có bánh bò bông nữa nè. Bánh bò bông, bánh ít trần đó. Ngoài đây quý vị, ngoài bánh sala còn có thấy nhiều thứ lắm, đồ ăn mặn nữa nè, đồ ăn thịt nữa. Không phải là trong cái lễ hội bánh là người ta chỉ bán bánh không đâu, người ta còn có bán những cái đồ chiên nè, rồi đồ nước này kia, nhiều thứ lắm. Mọi người ăn đi. À, đập chung lại ăn bánh xèo phải không? Này bánh xèo đó, chị nó không hôm nay không có gì. Cái này là bánh bao hả? Cái gì vậy? Đường ngớp hả? Đây, cầm cho. Này em cầm đi. Một chút đi anh ăn tiếp. Quay được. Ở đây là lễ hội. Chắc tối anh sẽ đăng cho khán giả xem luôn. Đi đâu mà sao mà gần bội mà vàng dừng chân ghé lại gian hàng bánh nước đi nghe của chúng em. Bên em có đầy đủ các loại nem chả đặc sản cho quý anh chị dùng và thưởng thức luôn ạ. Nem chua, nem mì, chả lụa nóng hổi mới ra lò. Đó là bánh khọt, bánh căng thôi ạ. Chả gân rất giòn luôn chị ơi. Chả bò Đà Nẵng luôn, còn có một đồng đi nhất. Chả hoa chín muối, nàng sưởng tươi luôn chị ơi. Bánh tét lá cẩm, bánh tét hoa đậu biếc một đồng hơn 1kg luôn. Nem chua, nem mì đặc biệt, ú ú ú luôn. Ơn chị luôn. Đi đâu mà xa mà gần ghé lại gian hàng bánh nước cho em nhà chúng em đi anh chị ơi. Mình có tất cả loại em trả luôn anh chị. Dạ. Mua về biếu người thân bạn bè rồi cái thường nghe chị tặng quà rất là ok mà. Nước mát thanh lọc cơ thể luôn. Đẹp quá. Dạ dạ dạ. Quá trời. Bên đó là Sala thấy có rất là nhiều bánh rồi đó. Còn không biết gian bên đây là người ta bán cái gì. Hình như là người ta bán nước đúng không? Ở đây người ta còn bán một cái đặc sản của miền Tây thốt nốt nữa nè. Cô đâu rồi? Trước hả? Thốt nốt nguyên chất. Thank you.
Ở đây người ta còn trang trí ở trên những cái xịa rất là đẹp. Trang trí một cặp phụng gì á, cái bánh ha. Còn như bên kia là dưa hấu người ta khắc thành từng trái á. Cần Thơ Eco Resort á. Mỗi một cái gian gì là một cái thương hiệu, thấy không? Ở đây có bánh tráng nữa nè. Nhiều loại lắm quý vị ơi. Sala vào đây mạn phép quý vị là không thể nào mà kể cho quý vị nghe hết. Nhiều loại bánh lắm, mình không biết được. Có bánh xèo ha. Chút nữa mình lại quay ăn bánh xèo. Ở bên đây có trung tâm của Bạc Liêu lên đây là bán nữa kìa. Trong xúc tiến du lịch đó. Sầm dứa. Ồ, cái quầy diêm sum. Tôi chờ camera đi qua. Cái re, cái xuồng chắc đầy bánh. Hình như cái trái cam đó là bánh á. Đẹp quá ha. Năm nay thật sự ra là có rất nhiều gian hàng và người ta đến đây đầu tư cũng như là trang trí những cái quầy nhìn rất là bắt mắt quý vị. Bây giờ mình đi cho hết đi ha, rồi mình vòng lại hả cô ha. Không thấy luôn. Ngọc xuống tới đây là Ngọc mất tiêu. Ở bên đó là đặc sản vùng miền. Có khu ẩm thực. Nước mía hả? Uống nước mía. Ở đây có hàu nữa nè, hàu nướng. Thank you.
Ở đây hầu như là người ta bán về đặc sản á, những cái bánh của đặc sản từng vùng từng vùng. Dù như bên đây là đặc sản của Bến Tre, Bình Phước cũng có nữa nè, Đà Lạt cũng có. Thấy không? Ngoài Đà Nẵng cũng có nữa nè. Ở bên đó họ bán đá của Đà Nẵng đó cô. Đá non nước ở bển. Thấy không? Nó vòng chuỗi bằng đá rồi đó. Để đó là hội làng nghề của Đà Nẵng. Nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh, hình như là chiếc nhẫn người ta khắc kinh lên đó, đúng không? À, nhẫn người ta khắc kinh lên, ta bán chiếc gì 80. Nhẫn có khắc kinh. Cái bọc mình thấy nó... số lượng có hạn. Tổ yến chiên sẵn mua một tặng một, số lượng có hạn. Tổ yến chiên sẵn mua một tặng một, số lượng có hạn. Vào ô cô khu ẩm thực là chắc là có nhiều bánh lắm, có nhiều đồ ăn lắm á. Ở đây người ta thiết kế cũng thấy là hay ha. Hai bên thì là người ta bán gian hàng, chính giữa người ta để bàn để ghế. Ném mấy chiếc xe ra. Ủa cơm lam nữa kìa. Ăn cơm lam cái gì ăn? Ốc nhồi. Có bún riêu cua ghẹ nữa. Ốc nhồi trong cái vỏ ốc rồi, ốc nhồi ống tre luôn. Này là khoai tây đúng không? Khoai tây lóc xoáy nè. Đi chưa? Đâu rồi? Đi. Anh tưởng chưa đi á. Hải sản. Đồng giá 49.000. Nhiều áo đây già, đồng giá 49 anh chị ơi. Con mua đây con mua cái kéo. Ăn ngốc hả? Trời ơi. Ăn thử gì đâu biết đâu. Xèo cho đây không có đâu, có xèo chỗ kia thôi à.
Hôm nay để niềng dòng cho khán giả thấy ở dưới này cái. Chân gà xả tắc nữa. Có bún chả cá, bún nước lèo của Sóc Trăng nữa kìa. Thấy tô bún nước lèo cũng thấy ngon quá ha. Vô đó ăn tô bún nước lèo ghê. À, mình vô đây ha, vô đây mình ăn ăn bún. Tại đây nhóm tham quan hành hương của Sala dừng lại ăn bún nước lèo, Côn Hòa thì ăn ốc len xào dừa với lại ốc quắn hầm xả. Ốc quắn luộc xả. Có kìa. Cô ăn ốc quắn nữa kìa. Ốc gạo. Ốc đó hả? Không phải gạo đâu. Ốc quắn á. Ừ, ốc gạo bự bự nhỏ nhỏ mà. Ốc gạo gì lớn như vậy? Ốc gạo hả? Đúng rồi, ốc dừa với ông này chất con ốc lúa bự quá. Hồi đó mình ăn ốc gạo ở dưới cồn á, nhỏ nhỏ không à. Người ta thường người ta kêu mình nói ngồi lễ ốc gạo là biết là bao lâu luôn đó không cô? Nay có ốc gạo bự quá. Hồi xưa bên đây đó là ốc gạo này á, mình lễ nó ra xong rồi cuốn bánh tráng á. Đúng rồi, cuốn bánh tráng rồi, nhỏ rồi ngon ha. Nay mình ăn con ốc gạo to đùng. Hình như là người ta vào đây người ta phải đăng ký bao nhiêu ngày đó là bao nhiêu tiền cho một cái quầy á, rồi người ta bán đúng không, người ta trả cho cái khu vực à vậy hả. Thôi bây giờ Sala mời quý vị ăn tô bún nước lèo của Sóc Trăng tại lễ hội bánh nhân gian của Cần Thơ. Đây là tô bún nước lèo. Cậu có muốn ăn gì nữa không? Đi từ từ đi rồi mình thấy có món gì được thì mình mua ăn ha. Kìa Bảo cho cái hình ảnh vô trong mấy cái quầy đồ ăn á. Cao 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 lên đó. Có chân gà hấp xả nữa nè. Chân gà gút xương. Không, cái này có con bay rồi.
bên đây người ta bán chắc là trà sữa, thấy có mấy cái bình đó, mấy cái hộp này là ngon, mấy cái hộp người ta gọi là topping, topping của trà sữa. Trời ơi, con mực kìa cô. Mực nước xả mà. Nhìn con mực to đùng. Đây người ta có bảng giá hết trơn. Thường thường là bảng giá ở đây là tầm cỡ khoảng 25-30 đổ lại một phần ha. Bạch tuộc nướng nguyên con không là 120. Con này không là 120. Này trứng non. Đúng không? Trứng non. Hình như con vậy có hai cái, hai ba cái trứng nha. Đúng rồi. Đá. Đây cái gì? Đá hả? Ở giờ học cái gì em? Đá hả? Nướng đá hả em? Cái này là đá đó hả? Đá cội. Đá đen đen. Ở dưới mình có cái bếp điện gì không? À, là cho nó nóng cục đá này lên cái đầu nó chín cái là cái xúc xích. Cục đá nó bỏ túi thử nè. Lạp xưởng hả? À lạp xưởng. Giống xúc xích đứt quá hả? À giống xúc xích ha. Ở đây có cái lạ lắm nè cô. Người ta có cái lạp xưởng nướng đá. Có cái lò rồi để đá lên đó xong người ta để lạp xưởng rồi cô qua đây coi nè. Cái lạ lắm, thấy không? À, đá cái ở dưới nó nóng lên, nó nóng cục đá xong rồi nó chín cái lạp xưởng. Mệt không? Cái đó khỏi trả lời. Ờ ok. Em muốn thử cây kia ghê luôn á, vàng vàng. Cây vàng vàng hả? Cây vàng vàng. Ở cây nào? Này hả? Món này cái gì vậy em? Cái nào anh? Món này nè. Đó là nập bình khoái. Mình vậy là mình ăn luôn hay là mình không, có chế biến? Chiên lại hả? Mình cây bao nhiêu? Cây 30. Cây 30. Ăn không? Ăn thôi. Mua 2 cây đi ha. Ờ, rồi lấy anh. Chiên anh 2 cây ăn thử ha. Ừ. Cái này là chắc là bò hả? Bò cuộn chim châm. Còn cái này là cái càng thiệt không? Chả cua. Chả, còn chả là làm cái càng. Cầm em lấy tiền. Cái này là mấy gian hàng mình bình thường là có ở ngoài không hay là chỉ là lễ hội là mình mới làm? Ờ à, vậy hả? Mình làm gì chắc là mình phải thuê chỗ đúng không? Ở đây tại vì không có thời gian cho nên là Sala không vào phỏng vấn và nói chuyện nhiều hơn. Thì hôm nay mình đi là cũng có nhóm khách của nhóm khán giả của Sala đi theo. Hả? Ừ. Nên là mình thấy từ từ. Mình không có thời gian mình làm cái chương trình mà trọn vẹn cho quý vị nhìn thấy được toàn cảnh. Trà sữa này là thái xanh đúng không? Thái xanh. Thái xanh nè, truyền thống nè. Ở đây năm nào mình cũng đến đây mình bán hay sao? Bán được mấy năm rồi? À, này là làm cho người ta đúng không? Yeah.
Bây giờ đó quý vị, thì là lúc mà Sala di chuyển ra cùng với lại khán giả của mình rồi, những khán giả đi hành hương thôi. Nhưng mà ngày hôm nay nghe nói ở Cần Thơ có lễ hội bánh, thì đã kêu Sala dẫn xe, đưa xe chở qua bên này để tham gia cùng lễ hội bánh tại Nam Bộ lần này. Ở đây có cái này nó tiếu chứ, có mắt kiến đeo luôn nè. Này giống như bánh con mật quá ha. Phải không? Ngon hả? Cho anh muốn miếng nước rồi. Đứng phỏng vấn mà sao không kêu Sala lại? Đang hỏi phỏng vấn. Đang phỏng vấn mà sao không kêu lại? Tôi quay truyền hình. Em ở đâu tới? Đó, hỏi mày. Các gang từ Sài Gòn, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vũng Tàu thì gom hội tụ về đây để mà biểu diễn một cái đoàn lô tô chuyên nghiệp. Đó. Ê, cái này hơi xa xa nha. Cái này là bữa nay bán bánh ẩm thực. Trời ơi, rồi thành lô tô. Lô tô luôn. Còn riêng em. Ẩm thực luôn rồi. Riêng em. Đó, các tỉnh từ em là từ Sóc Trăng, là ba lên Sài Gòn suốt Cần Thơ. Đó. Sài Gòn xuống. Ờ, Sài Gòn xuống, nhưng mà thực sự là ở đâu, ở Sóc Trăng hay Cần Thơ? Em ở Sóc Trăng à. Ờ, ở Sóc Trăng ha, rồi lên Sài Gòn ta đưa mình xuống đây bán. Đó. Cái duyên mình lớn như vậy. Đó, quá trời, thoải mái luôn. Vui vẻ quá ha. Gặp được cái anh. Ờ. Cái anh thoải mái rồi gặp được các em. Các em thoải mái đón tiếp ra các anh. Các anh vô đây thoải mái mà ăn. Nhưng mà... Về tiền bạc rồi sao? Tiền bạc em có thoải mái không? Thoải mái là đưa các em. Các em thoải mái thổi tiền cho các em. Đúng giá thị trường đó. Cao đến nhất là vàng, vàng. Thôi, anh nghe. Nói gì nói chứ anh nghe em rất là thoải mái rồi đó. Chắc ngày hôm nay chắc gian mua hình cũng bán đắt rồi ha. Thoải mái luôn. Thoải mái luôn đúng không? Bởi vì người bán thoải mái quá. Thoải mái lâu chính là thoải mái luôn. Thoải mái rồi. Rồi mình mua xong rồi hả? Rồi anh đi nha. Rồi cảm ơn các anh nha. Cảm ơn em rồi, nha. Chúc gian hàng của em 2 ngày nữa bán sạch sẽ đồ ăn nha. Anh là Sala TV. Rồi. Ở đây người ta còn có cái sơ đồ lễ hội bánh dân gian đó quý vị. Tao có cái bản đồ nè. Kìa, người ta có bánh xèo khổng lồ vậy kìa. Mà sao mình không thấy vậy? À, hôm nay người ta không đổ. À, nếu mà có bánh xèo khổng lồ, quay cho quý vị coi. À. Đồ lưu niệm móc phá rồi á. Ở đó người ta làm cái bánh hình như là cái bánh gì anh quên, em quên rồi. Là bằng bột với lại đậu nữa không, nhiều thứ đậu lắm không, nó có cái máy như này hình như là ra khu Ninh Thuận là nhiều lắm đúng không. Này mới làm ra nó dẻo dẻo hồi nữa là nó giòn. Nó giòn này nó cứng lại đúng rồi. Có cái máy. Em thấy có chỗ người ta làm bằng đậu đúng không anh? Có này, nó có bột đậu trong này mà. À, có bột đậu với lại bột gạo trộn chung hả? Đó, mà
đó, bột mì, bột gạo, bột đậu. Ờ, là đó. Mình trộn lại thành một cái loại bột bột đó, rồi mình mới làm ra cái bánh này. Bỏ vô chạy nó mới ra. Bỏ vô chạy mới ra. Cái máy này nó chứ nó nhỏ, em coi mua hết nhiêu tiền. Lúc mà mua cái máy này người ta bán nhiêu? Đây 4 mấy lần. Vậy hả? 4 mấy. Rồi. Thức nữa. Chứ đâu phải được không mình mua máy. Em hỏi thiệt nha. Tới bữa nay hoàn vốn chưa? Hoàn vốn rồi. Hoàn vốn rồi ha, giờ là mình bán mình kiếm sống ha. Hay quá. Như máy là không bung máy. Lỗi ống tròn đó phải không anh? Cái loại thổi nước cái đầu đó mình đổi tròn đó. Ở miếng nha. Trần Hậu Nam hả? Trần Hậu Nam. Trần Hậu Nam là ai? Ca sĩ Trần Hậu Nam hả? Anh đâu biết người đó ca. Hát bài gì? Hát bài Nói Lòng. Bấm lên Nói Lòng. Hay lắm. Em có nghe rồi không? Em hát luôn á. Em hát luôn. Em hát rồi em có nhói lòng không? Dạ có luôn. Có luôn rồi. Trời, dễ thương quá. Trả lời tôi mà né camera không à. Bé đó nói mà bảo giống Trần Hậu Nam hát bài Nhói Lòng. Anh kia mấy chị kia nãy mới vô kia đó nói em giống anh nấu đen đó. Anh nấu đen đó hả? Cao như em nè, đeo kính đó nè. Ờ vậy hả? Có tưởng đâu anh nấu đen hôm nay đi quay YouTube không à? Đây mình qua đây, mình qua bên huyện Lai Dung, mình coi bánh của huyện Lai Dung. Lên luôn hả? Lên TV luôn nha. Nè muốn lên hả? Cho anh vào trong đó với chị chút xíu. Đừng khoan, anh đang đi rồi, anh không có trả lời được. Chị đứng cạnh Sala chút xíu ha. Dạ. Giờ khán giả em ở trước. Nổi tiếng luôn á. Có đâu, em cũng không nổi gì đâu chứ mà chị đứng kế em làm cho em nổi thêm. Phải không? Thôi hai đứa mình cùng nổi. Cái này quýt cái bè hay quýt Lai Dung? Quýt Lai Dung, em là hợp tác xã ngành hàng cây có muối của Lai Dung. Dạ. Dạ cho nên là em làm bánh quýt hồng. Để bán trong chương trình này để sẵn quảng bá thương hiệu cho Lai Dung luôn. Dạ. Chị ơi cho em hỏi nha. Năm nay là năm thứ mấy mình tham gia gian hàng tại hội chợ bánh? Dạ hồi đó giờ không có làm bánh dân gian, lần đầu tiên được mời rồi làm liều luôn. Làm liều luôn hả? Là tại vì nhà mình sản xuất bột. À nhà sản xuất bột mà nay đi ra làm bánh. Đúng rồi. Bánh này là chị làm luôn? Dạ đúng rồi, nhà làm hết. Nhà bánh làm này hết. Là từ bột ấu nè, rồi chiều nay mình có bánh ít trần bột ấu nữa, rồi bánh xèo bột ấu, bánh canh bột ấu. À, tất cả những sản phẩm này là mình làm từ bột ấu hết. Bột củ ấu đó, không? Dạ, củ ấu đen đen mà dạ, mình đi dọc trâu. Mình đi dọc đường người ta hay bán đúng dạ, không? Đúng rồi, là mình lấy cái đó ra rồi mình làm bột, dạ, mình làm dạ, thành đúng. Bánh này. Trời tuyệt vời vậy. À là cái bột này là bột củ ấu á hả? Dạ đúng rồi. Loại bột này nó lạ quá ha. Nó sử dụng giống như bột gạo bột mì không? À nó đặc biệt hơn chút là cái vị của nó ăn không có bị ngán. Ví dụ như em ăn bột nếp hoặc là bột gạo thì em dễ ngán. Cái này mình có thể dùng thử để mình cảm nhận được hai cái sự khác nhau. Dạ, hai sự khác nhau giữa rồi. Bột gạo đúng bột mì trước đây mà còn đây mình làm bằng bột ấu. Đúng rồi. Dạ. Mà đa số khách hàng ăn là người ta rất là thích. Tại vì nó không bị ngán, em có thể ăn một lần rồi em ăn thêm lần nữa cũng được. Dạ. Vậy là hôm nay chị đại diện cho hợp tác xã. Đúng rồi. Hợp tác xã là hợp tác xã nông nghiệp hả? Hợp tác xã thương mại ngành hàng cây thương mại có muối của huyện Lai Dung Đồng Tháp đúng không? Đúng rồi. Mình đến đây mình giới thiệu gian hàng, đúng đặc rồi. Biệt là giới thiệu cái bột ấu này. Đúng rồi. Bột ấu này nó có độc quyền không? Độc quyền của chị sản xuất mà. Vậy hả? Quý vị ơi. Lắp giò là Châu là có hai công thôi ty. Thôi thì ngày hôm nay duyên phận mình đến rồi. Em thì là Sala TV đi quay chùa thôi. Dạ. Ngày hôm nay đây khán giả của em. Dạ. Người ta đi ngang Cần Thơ kêu em vào đây sẵn đây review luôn. Dạ. Thì thôi trên kênh này chị có thể cho khán giả em biết là khi người ta muốn mua sản phẩm bột ấu này người ta liên hệ với mình như thế nào ạ? Dạ. Có nghĩa là cái này được chế biến từ rất là nhiều loại như là bánh làm bánh xèo, bánh canh, rồi bánh ít trần.
rồi bánh chuối, và đặc biệt đó là mình có cả bột sữa ấu nữa. Bột sữa ấu là mình... đây là cho có pha sẵn rồi để cái bột sữa này là để cho em bé uống hay là em bé uống? Uống người lớn tuổi hoặc là người bị bệnh uống càng tốt. Dạ. Tại vì cái này nó rất là tốt cho cơ thể, ví dụ như anh đang đói á, uống vô là đầy đủ dinh dưỡng, giống như là ngũ cốc bổ sung dinh dưỡng ha. Nó rất là ok cho người mà giống như là thiếu dinh dưỡng á. Và nếu mà khán giả muốn mua sản phẩm này thì họ liên hệ ở đâu để mua? Thứ nhất là mình có công ty ở Lấp Giò. Thứ hai là mình lấy điện thoại của em ha. Mình lấy điện thoại là 0982917556 để đặt hàng. Em ơi, bán hàng kìa cưng. Cảm ơn chị rất là nhiều ha. Và số điện thoại Sala sẽ hiện dưới màn hình để cho quý vị khán giả có nhu cầu, quý vị thử với sản phẩm bột ấu này làm ra các loại bánh dân gian trong ngày hôm nay, cũng như là đặc biệt là chế ra cái sữa ấu, thì quý vị có thể liên hệ với chị. Chị tên gì ạ? Em tên Châu. Châu ra ha. Là cái bột ấu này 2 năm trước đã có đơn vị là bên khu du lịch Phương Nam á. Khu du lịch Phương Nam của tỉnh Đồng Tháp á, là người ta đã là dự thi ở đây rồi. Năm nào cũng được giải nhất. Bánh xèo bột ấu và bánh canh bột ấu. Bánh xèo bột ấu. Năm nay là do trùng lịch á, giỗ tổ cho nên là bên đơn vị đó không có đi được, thì chị đi để chị giới thiệu. Giới thiệu các loại bánh. Cảm ơn chị rất là nhiều ha. Sala không có nhiều thời gian nhưng mà đã có thời gian dành cho chị, và chị cũng dành cho Sala một khoảng thời gian rất là quý báu ha. Rồi mình có duyên với nhau. Mong rằng một ngày nào đó chị em mình gặp nhau ở đâu đó ở miền Tây này nha chị nhé. Cảm ơn anh, rồi em đi để bán đi. Dạ em chào anh. Thôi được rồi chị, để bán đi chị. Khán giả em mua rồi. Khán giả mua rồi nhiều lắm. Thôi ít thôi, em ăn được một cục ha. Hai bạn ăn đi. Rồi, cảm ơn nhiều ha. Trời, gì đâu quý vị. Thôi thì quý vị cứ cầm điện thoại lên, quý vị vào review đi là có sản phẩm miễn phí. Nói chuyện cảm ơn chị. Em dẫn thôi giờ. Cảm ơn vì chương trình của chị nha. Cảm ơn anh nhiều ha. Rồi, cho em đi. Em được, tại vì anh là Sala TV, anh quay cảnh chùa tàu hú non anh nhận được. Không rồi, em là đệ tử của thầy giải trí Sóc Trăng, có chuyển ra anh 2 triệu mới anh nhận được không? Được. Ủa, vậy là anh biết hả? Anh đứng chuyển cho sư phụ hả? Ủa vậy em nhận được. Trời ơi, để em sẽ về đó em làm một video hoàn chỉnh nữa và nhận được rồi. Trời ơi, thì bữa nay mình gặp nhau. 0904 456 994. Rồi em cứ gọi qua đi, rồi có gì kết bạn Zalo với anh luôn ha. Rồi ở đâu? Ở khi Đền Hùng, công ty đối diện Đền Hùng, xéo xéo á. Cần Thơ này hả? Rồi. Kìa anh nhận rồi. Kết bạn Zalo nha. Cảm ơn nhiều nha. Một lát nữa quý vị, Sala sẽ thưởng thức một cái loại bánh rất là đặc biệt. Nó không làm từ bột gạo, nó không làm từ bột mì, nó làm từ bột của củ ấu. Nhờ bánh này đó, ngon lắm. Mới cho con cũng chưa ăn, con cũng chưa biết. Hôm nay mà thật sự là Sala mà đi một mình đó quý vị, thì sẽ là ở đây rồi cả một ngày luôn, để mà thưởng thức thật là nhiều giờ gian hàng ở đây, rồi để chia sẻ đến quý vị thực tế nhất. Nhưng mà ngày hôm nay mình đi đồng hành cùng lại khán giả của Sala, cho nên là thôi thì mình tới dừng đi ga xe là cũng như là video đã xong rồi. Châu ngon cái non lá để bột mì ngon quá, cô hay ú nó đẹp quá à, thấy không? Đó, thấy không? Bánh bò nhưng mà để trên nón lá. Rất là đẹp. Ủa xe. Anh Châu anh dừng lại anh. Mình băng qua đây đây. Đây
Tại đây một lần nữa Sala vòng lại cái đường hồi nãy Sala vừa vào, thì bây giờ mình vòng qua bên chiều ngược lại quý vị, để thâu cho quý vị nhìn thấy những gian hàng ở bên trái quý vị nhé. Cô qua thử rồi không? Cô 30 ngàn. Người ta tặng con. Cái này con không có mua. Người ta tặng. Ăn cho hết đi. Ăn không hết còn mấy cái phần của tôi nữa kìa. Ờ còn nữa hả? Ừ, tôi đi mua vài hàng á, ông Lon phỏng vấn con chỗ rồi, mấy chỗ kia bánh độc lạ không? Phỏng vấn xong rồi được cho. Không, cái này nó cũng lạ là bột củ ấu á. Ừ, nó khác với mấy loại kia. Nó là bột củ ấu. Anh có một cái áo giống vậy luôn á. Ờ. Trời biết gì, bữa nay anh thay cái áo giống em rồi. Cái áo anh để ở Sài Gòn. Vậy hả? Được không? Nói là chịu, nói là làm nha. Đưa Zalo đây. Chịu đi là đi liền, anh rước đi. Cô mua cái gì vậy? Mới mua cái gì nữa vậy? Thôi bỏ đi, bỏ cái nắp đi. Đây bánh xèo, bánh khọt. Bánh cống. Đó là bánh cống đó cô, bánh cống tôm. Bởi cuốn nữa. Bánh xèo hả? Ở đây nãy cô ăn thử rồi á. Nó không ngon đâu, rất là tiếc. Ngày hôm qua nếu mà mình đến sớm hơn á, vào trong chùa ăn rất ngon, con đảm bảo cô sẽ ngon. Dù là chay nhưng mà ngon lắm, cái bột rất là ngon. Cô thời gian cô ở đây cũng ngắn quá, nhưng mà ở dài con tìm những cái nơi bánh xèo ngon lắm cho cô. Mà thôi thì mình ngắn ngủi quá, đằng sau về gặp Sala lâu lâu đi. Nguyên một tháng gặp con hết một tháng đi. Ủa bà chị kêu ra ngoài rồi hả ba? Chị Văn Anh đó hả? Bánh bông lan nướng kìa Bảo. Trời ơi, ở đây nè Bảo, mới nãy mình ghé đây mình mua mấy ngon nè Bảo. Không? Trà sữa nè. Cho anh Sala hỏi là em bán ở đây bao lâu rồi? Không có bán, đây là hình như phỏng vấn sai người đó. Ủa gì không, nhìn thấy giống người, giống bà chủ. Có cái túi. Thấy giống bà chủ quá. Mua hàng mua hàng chứ không phải bán hả? Mua hàng đây là mười mấy năm rồi chưa ăn món này, giờ mua lại. Mười mấy năm rồi chưa ăn hả? Đi đâu mà chưa ăn? Nếu mà ở hả? Đi theo chồng. Đi theo chồng hả? Làm dâu xứ xa. Đúng rồi, làm dâu xứ người. Biết bánh gì không? Bánh cống. Bánh ống. Bánh ống. Ống nhưng dừa đúng không? Đúng. Mua rồi hả? Mua rồi. Nhanh hả? 15 ngàn cái. Thôi, không mua. Thùng tốt nốt. Mình nãy giờ trên tay mình có bao nhiêu cái bánh mình biết không? Không biết. Không biết luôn hả? Chỉ biết cầm thôi á. Cái này quay YouTube hả? Dạ em Sala TV. Sala. Dạ la là em. Sala có coi hoài. Dạ có coi hoài. Coi hoài luôn. Con quay chùa. Mà hôm nay con thấy vậy vui quá vô quay. Cô ở đâu cô? Cô ở thành phố. Thành phố hả? Quận mấy? Quận 5. Còn Bình Tân nè.
Dạ. Này đi đông không? Này xuân đây đông. Em. Nhà em hả? Năm nào cũng đi hay sao? Năm nào cũng đi. Ừ. Ăn gì chưa? Cô ăn rồi. Tưởng chưa ăn mời bánh. Rồi được rồi, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn cô nha. Dạ. Sa ra là hình như có quay ở tiệm cơm thố gì đó phải không? Có quay không? Con quay nhiều quá, nhiều khi cô hỏi con không nhớ, nhớ nữa. Đa số là con quay chùa. Đi chùa là có con. Sala TV. Sala TV là quay chùa nhiều. Quay chùa nhiều. Rồi rồi rồi, nhớ. Nay về coi lại nha. Rồi, thấy rồi, con rồi, với cô. Rồi, rồi, dạ. Hôm nay á, thực ra mình đi một hồi nữa là khán giả mình cũng nhiều lắm á bảo. Khán giả của Sala TV cũng nhiều. Không biết Sala. Cô mua trái cây. Mặn này là mặn lợi nhất hả cô bác? Có ngọt không? Dạ cái này là chua chua ngọt ngọt nha bác. Chứ mặn này mà nó ngọt không là là họ nó không. Dạ nó có chua ngọt. Cái này với cái này, cái màu môn. Dạ cái loại này là lợi nhất. Còn cái này là lợi nhì. Nó nhỏ hơn. Nó cũng giống nhau nhưng mà nó là lợi nhất lợi nhì thôi. Có loại 3, loại 4 không? Có không? em bán hay em mua? Dạ không, em là người set up cái này. Dạ. Người bán luôn. Người cùng bán luôn hả? Dạ. Trái cây này ai hái? Dạ cái này là mình nhập về, mình nhập từ Vĩnh Long. Vĩnh Long. Dạ. Thế là sản phẩm của em là bên Vĩnh Long qua. À bên này quầy của em là Vĩnh Long qua đây. Dạ đúng rồi. Em có ở Vĩnh Long không? Dạ em ở Vĩnh Long. Năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 20 rồi. 20 hả? Dạ. Bữa nay có đi học không? Dạ dạ em có đi học mà em đi học em đang ôn thi. Đang ôn thi ha. Dạ. Bữa nay ra đây bán xong rồi về còn nhớ cái gì để thi không? Dạ nhớ chứ. Chứ đừng có dễ viết vô về đề thi là bánh trái rồi tầm lum nha. Cái cây. Dạ. Chúc em năm nay thi đậu ha. Dạ dạ. Học thật là giỏi, chọn đúng được cái nghề mà mình mong muốn. Dạ dạ. Dạ rồi. Cảm ơn. Rồi. Đây con sách cho cô. Cho anh hai bịch đi ha. Anh ít ăn mặn như ăn muối thì nhiều. Có muốn coi mình lại bấm Sala TV. Hả? YouTube là anh. Dạ. Rồi. Bấm liền đi. Dạ, cảm ơn chị. Cô Ngọc rồi ăn ba cái này hết. Không, ông này ông đòi ăn cơm cái bánh luôn. Còn hết rồi. Thì bây giờ tại hôm nay đi hai người thi nhau luôn đi. Không, thi ăn Sala trả tiền. Ăn hết cái trả cái. Một cái bao nhiêu? 100 ngàn hả? Rồi ok. Hai người thi không? Sala trả tiền luôn. Rồi đỡ ăn đi. Ăn đi, hôm nay Sala trả tiền. Cắt cá là 4 người ăn cá là được ăn cá. Không, đẹp đẹp ra cá, ăn 100 cá. Không bỏ lỡ cái cơ hội quý vị. Cái cơ hội mà Sala thường đi lại các hội chợ, đi đâu cũng vậy chân á. Mình không hỏi chuyện, mình không trò chuyện với lại những người đi lễ hội hoặc là những người tham gia chương trình là mình không có chịu nổi đâu quý vị. Nói nghe này với chứ giữa giữa đứng đâu? Dạ. Trai đây gái kia rồi giữa giữa đứng ở đâu? Giữa chưa có. Chưa có hả? Thôi giờ mình mở luôn cái gian hàng giữa giữa đi. Được chắc không? Vậy quá, chắc được luôn quá. Được luôn. Anh mở đi, em ngay em đứng giữa luôn. Dạ, vậy? Ôi trời. Cảm ơn nha. Ủa, mua mì hành long rồi em đi. Mì hành long, đặc sản Bình Thuận. Mì hành long hả? Đúng rồi, mì hành long. Một gói bao nhiêu? Có nhiều loại lắm, anh qua đây em tư vấn cho. Anh mua không mua, anh mua thử 1-2 gói thôi. Đúng rồi, mua 1-2 gói, tư vấn cho. Sáu gói tặng luôn cái bao chờ đi nghỉ dưỡng ở hôm nay là đi. Có nhiều loại nhiều rồi à, anh có cam gà liền không cái này như tôm loại tôm thịt gà nè có hải sản rồi có hải sản chua cay nữa không hải sản chua cay luôn có này là sườn heo quay nè có mì chay luôn và này là hải sản tôm cua mực có phở nữa anh có phở rồi đem lấy phở có phở nè có nhiều loại lắm mình cái này 8,5 lấy mì gói nha đúng rồi mì gói nha cái này 3,5 cứ giới thiệu đi cái này 10,5 cái này 9,5 luôn.
cái này thì 7,5. Mì tôm thịt đầm. Còn một loại nữa là này bé ti cho bé thích lắm nha. À cho bé ha. Bây giờ anh mì gói nè. Mì gói anh cứ lấy anh 5 gói đi ha. 5 gói cái này hay gì? Cứ mua mọi loại gói hay gì? Mọi loại gói. Nhưng mà ăn là nó nghe nè, ăn nó giống mì bình thường không? Giống mì bình thường, mì bình thường nó có hương vị thôi à. Hương vị nó có cái mùi thanh long hả? Đúng rồi, đúng rồi, nó thơm thơm. Ờ. Giờ lấy cái gọi đi ha. Rồi ba này ba loại rồi nè. Ừ. Rồi cái hộp đó luôn rồi cái gì nữa nè? Hai này hai loại, hai này hai khác nhau đấy. Có cái phở gì không? Có phở này, có lấy thử một gói phở cho anh đi. Rồi. Rồi giờ rồi tính tiền ha. Tính tiền ok. Anh ăn của anh. Cái này là sườn quay dưa với heo sữa. Còn ba gói mấy chục là nói chung là khác nhau hết rồi. Đúng rồi, khác nhau hết. Rồi vậy đi ha, tính tiền đi. Rồi, tính tiền. Anh gấp quá, anh không có hỏi mấy đứa nhiều. Ủa sao thấy tao quay tự nhiên cái đeo khẩu trang lên. Trời ơi, nóng nóng quá, nó hắt nóng. Không phải đâu, thấy máy quay mới đeo. Đeo có nè. Ờ đúng rồi, trời mặt dễ thương quá trời. 87 ngàn tập. Lấy cái bự đấy. Hai em bán rồi em này làm cái gì? Em bán cái gì? Dạ tí xíu. Anh khán giả bỏ anh. Bữa nay anh đưa khán giả đi. Giờ. Rồi. Cảm ơn nha. Sala TV. Lên follow nhiêu luôn. Có 7 ngàn. Em hỏi. Em lấy thêm cho đủ 100 đi. À anh chỉ cần sao ủng hộ cho không đủ rồi. Rồi lấy con này đi đủ 100 luôn. Ờ rồi đủ 100 đi khỏi thôi. Bà để follow cho. Follow cảm ơn. Trời ơi. Đây anh hướng dẫn em bấm cái này follow cho. YouTube đúng không anh? Ờ vừa một cái bầu trời đi nghỉ dưỡng ở Hồng Ba La Di luôn. Em kéo không? Bốn sao. Em kéo không trả đồng nào đúng không? Các bạn nghỉ lấy 24 ngày. Cái nào Sala đúng không? Ờ Sala. Rồi TV đó là anh đó. Ờ. Cái nào mới được. Đây. Đây đúng không? Ờ cái nút nút bạc nha. Rồi bạc luôn rồi. Đăng ký gọi ra thôi. Ok. Rồi nút bạc vô tích. Rồi chúc anh được nút kim cương nhanh. Rồi. Nút vàng đó anh, vàng trước chơi tới không anh một nút được rồi. Rồi. Cảm ơn nha, anh đi liền ha. Rồi có duyên gặp lại nha. Cái này là nhiều vitamin lắm con. Cả thanh long. Nó nhiều loại trái cây phối hợp với nhau. Không kịp rồi, đi ra ngoài hả? Anh không kịp rồi bé ơi, để anh đi nè, kêu anh. Anh con đã được một đống. Ê, đưa con vô đây con lời quá. Con đã được một đống mì. Thôi mình lên xe, con đứng đây một hồi nữa. Ủa là, ủa đợi ai nữa không? Đi ra xe mà chỉ Văn Anh. Chị Văn Anh đâu rồi? Đi ra ngoài chắc bả ra ngoài có biết ra ngoài chứ gì. Ra ngoài mát mấy bụi cây của hồi á, mình đi dài dài lên gặp bả à. Rồi thôi Bảo ơi ra đây đi để anh dừng video ha. Ừ. Để xong rồi ngưng. Và quý vị ơi, ngày hôm nay đối với quý vị cũng còn 2 ngày nữa thôi là sẽ lễ hội bánh nhân gian của Nam Bộ diễn ra tại thành phố Cần Thơ sẽ dừng lại chương trình trong năm nay lần thứ 11 năm 2024. Sala có duyên đến đây để thâu hình và đã gặp gỡ những gian hàng tại đây, đã trò chuyện rất là vui vẻ, còn được tặng những cái đồ ăn rất là ngon. Xin cảm ơn tất cả các gian hàng trong ngày hôm nay đã đến đây để mà dựng gian hàng để tham gia chương trình trong một cái chương trình rất là đặc biệt, lễ hội truyền thống về các loại bánh ẩm thực của Nam Bộ. Hy vọng lễ hội năm nay sẽ thành công tốt đẹp, các gian hàng sẽ bán thật là nhiều sản phẩm và năm sau sẽ nhiều nhiều hơn nữa, có thể 300-500 gian hàng nữa quý vị nha. Chúc cho thành phố Cần Thơ trong ngày hôm nay diễn ra lễ hội bánh này thu hút thật là nhiều khách du lịch. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin hẹn được gặp quý vị trong những chương trình tiếp theo của Sala TV. Nếu video hôm nay quý vị thấy hay, hãy chia sẻ cũng như là cho Sala một đăng ký để làm động lực cho Sala đi đến những nơi khác quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.